Vâng, chào mừng các bác đã trở lại với Lý Sơn. Hôm nay là một ngày hè khá là nóng, nhưng mà hiện tại ở đây chúng ta đang có một cái siêu phẩm. Một cái siêu phẩm em nghĩ nó còn nóng hơn cả cái nóng mùa hè các bạn. Một cái dòng gỗ rất là được yêu thích trên thị trường Việt Nam. Các bác thường xuyên theo dõi cái video của em thì có biết được đây là cái dòng gỗ nào không ạ? Nếu các bác biết thì hãy để lại bình luận phía dưới video các bác nhé. Và quay trở lại với cái siêu phẩm này, thì em nghĩ vào cái thời điểm hiện tại thì cái siêu phẩm này nó đang thuộc cái khủng đẳng cấp và độc bản nhất ở Việt Nam, với kích thước chiều dài là 9m9, chiều rộng đầu gốc của nó là 2m25 và đầu ngọn là 1m95, với độ dày là 25 phân. Và xẻ những cái tấm mà có kích thước dài như thế này thì nó rất là khó các bạn. Chúng ta sẽ phải tránh làm sao để cho nó bị không bị lượn cái mạch cưa đấy, để tránh bị mất gỗ. Đây là mặt dưới các bác nhá. Mặt dưới cũng khá là đẹp và hoàn toàn là không lỗi lầm rồi. Lát nữa thì em sẽ quay lên phía mặt trên để quay chi tiết hơn cho các bác. Các bác có thể đánh giá được cái chất lượng của sản phẩm. Và chắc chắn những cái siêu phẩm khủng như thế này thì chúng ta sẽ phải đặt ở trong một cái không gian nhà vườn hoặc là một cái không gian phòng họp với diện tích rất là lớn của một tập đoàn nào đấy rồi. Và nếu như các bác đang có nhu cầu sưu tầm những cái sản phẩm gỗ nguyên khối đẹp, độc, khủng, đẳng cấp và độc bản như thế này thì các bác hãy nhớ liên hệ với xưởng gỗ Lý Sơn qua số điện thoại 094 373 9102 hoặc 0972 729223. Nhà em sẽ tư vấn cho các bác cụ thể hơn, hoặc các bác có thể để lại bình luận số điện thoại phía dưới video các bác nhé. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian để theo dõi video một cái sản phẩm khủng và đẳng cấp như thế này. Kính chúc các bác có một ngày thật là vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Hãy nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi thêm những cái sản phẩm gỗ khủng tuyệt vời như thế này các bác nhé.